Khốn nạn. Cuộc đời này thật khốn nạn. Tao không bao giờ làm anh em như cái thằng ích kỷ mà xảo trá như mày. Mày không có việc gì làm, suốt ngày ăn nhậu như vậy hả? Anh em như mày đó, thằng anh khốn nạn ích kỷ, mày là đồ lừa đảo, khỏi anh em mày. Mày. Ôi, sao tối ngày anh sang xỉn hoài vậy? Mấy em chút rồi gây ra chuyện rồi đó. Có liên quan gì đến người xảo trá với ông hả? Tôi cũng thằng anh tham lam ích kỷ nhau. Mày là hết tốt chữa rồi, tới anh trai của mày, mà mày cũng muốn giết hả? Giết luôn. Thôi đi. Con chào mẹ. Về rồi hả con? Giấy tờ xong hết rồi hả con? Giá cả anh ta chịu không? Coi như là xong rồi đó má. Vậy thì tốt. Con nói má rồi, mấy cái việc này á, má để cho vợ con làm cho. Má nghỉ ngơi đi chứ. Nghỉ cái gì mà nghỉ? Già cả rồi thì nay đau mai mạnh là chuyện thường mà. Thôi bay coi vô tắm rửa nghỉ ngơi đi. Dạ con biết rồi. Má ơi, má ơi, má có nhà không má ơi? Trời ơi, con ơi là con, sao mày cứ say xỉn tối ngày vậy? Thiện ơi là Thiện, má không biết chừng nào mày mới bỏ được rượu đi nữa. Sao má khổ quá vậy nè? Má cũng biết nghĩ với tôi, biết thương tôi hả? Nếu mà thương tôi á thì tại sao cái gì má cũng cho thằng con trai cưng của má hết trơn vậy? Đây nè, nguyên cái nhà chà bá vậy nè, nguyên cái miếng giường chà bá vậy nè, người ta đền bù 5 tỷ, má ủy quyền cho nó hết, má không chia phần cho tôi. Con ơi, con sai quá rồi, con đi về ngủ đi, khi nào tỉnh táo rồi nói chuyện nha con. Có chuyện gì mà để nói? Má có biết tôi nhục lắm không? Bạn bè nó cười vô mặt tôi nè. Có nhà, có cửa, có giường mà không ở, mà ra cái nhà trọ tàn tạ ở vậy đó. Thiện ơi, con đừng buồn má. Chuyện không phải là như vậy đâu. Tại vì má không có tại bị gì hết. Trời ơi, má. Trời ơi, má ơi, có sao không má? Má có sao không má? Không, không sao con. Không sao. Mày bị điên hả? Mày muốn giết má hả? Thôi con Tùng, nó sai quá rồi. Con nói nó cũng đâu có hiểu cái gì đâu. Nó không biết mình làm cái gì hết. Con kêu nó đi về ngủ đi. Mày bước ra khỏi nhà tao đi, cái đồ nát rượu. Nhà nào nhà của ông hả? Nguyên cái nhà như cái dừa nè, người ta đền bù 5 tỷ mình ăn mình hết hả? Ông thật khốn nạn nhất đó. Thôi anh, tối ngày anh cứ say xỉn hoài à. Bình tĩnh lại đã. Dạ, con xin lỗi má. Em xin lỗi anh chị, chồng của con say rồi. Đi anh, đi về anh. Thiện bị lũ út út chuyện mình không được bà Sáu chia tiền đền bù mảnh đất mà người cha quá cố để lại. Thân phải ở trọ, công việc thì không suôn sẻ, nên hay tìm ruột giải sầu. Ruột vào lời ra, Thiện luôn cho rằng chính anh ruột đã âm thầm chiếm đoạt hết số tiền đền bù vừa nhận được mà không chia cho mình. Còn gì ăn khác không em?
Thật sự là anh nuốt không nổi rồi. Nuốt không nổi á thì anh nhịn đi. Anh có kiếm ra đồng nào không mà về đây đòi hỏi tôi? Tôi đi làm công nhân, lương tôi có bao nhiêu đâu. Tiền suốt ngày lại tiền ngoài vậy trời. Không tiền á thì anh chết lâu rồi đó. Không có tiền á là tiền đâu trả nợ những cái cuộc ăn nhậu của anh hả? Bây giờ sao? Kể lễ hả? Chứ bây giờ anh thấy không? Anh là chồng trong cái nhà này, anh có giúp được tôi cái gì không? Bây giờ anh đi đâu á thì anh đi khuất mắt tôi cho rồi đi. Cái gì? Bữa nay cô đuổi tôi luôn. Anh biến đi giùm tôi đi. Cô coi thường nó giống như con mẹ như dâu anh bển phải không? À. Thiện nó cũng là một đứa con có hiếu, có thảo lắm. Chung quy cũng do rượu mà ra hết đứa con. Con cũng khổ tâm lắm má. Con không biết á, con lấy ảnh có phải là sai lầm của con không nữa. Con à, má cũng hiểu và thông cảm cho con. Con đã khổ vì nó nhiều quá rồi. Người như chú ấy á là hết thuốc chữa rồi. Thím á là thím nên về nói lại với chú ấy đi. Dạ, em xin lỗi anh chị nhiều lắm. Em sẽ về, em khuyên bảo chồng em đừng có qua đây quấy rầy mọi người nữa. Là do thím nói nha, chứ hai ba hôm á là chú ấy qua đây la lối om sòm trước nhà tôi vậy đó. Còn à Nga, bây giờ con về lo cơm nước đi. Chờ vài bữa nữa má khỏe khỏe rồi má qua má thăm nó, má nói chuyện với nó. Dạ. Bất cứ người mẹ nào cùng thương con, bà Sáu cũng không ngoại lệ. Việc bà không để cho Thiện đứng chủ quyền mảnh đất vườn là có lý do. Anh bỏ rượu đi được không? Ngày nào á anh cũng say xỉn như vậy, rồi sức đâu mà đi làm kiếm tiền. Tụi mình nó còn phải tính chuyện con cái nữa. Đi qua đám giỗ ba đi, rồi anh lên Sài Gòn kiếm gì anh làm. Sao lại phải qua đám giỗ ba? Đám giỗ ba có năm nào anh về anh thắp nhang đâu. Nhưng năm nay thì khác, anh phải về đốt nhang cho ba. Dù sao á thì nhà cũng sắp giờ đi chỗ khác rồi. Có lẽ đây là đám giỗ cuối cùng chơi được mảnh đất hai anh em anh lớn lên á. Em bị chặt chân chút xíu anh em. Sao đâu, đâu đã nói rồi, rồi. Mấy nhà hứa để anh sửa cho. Đăng bệnh lực cố trèo lên chứ nó chặt chân vậy đó. Để anh đưa vô trạm xá khám coi làm sao. Anh xin lỗi vợ nha, cũng chính vì bả mà hai vợ chồng mình ra ở trọ mướn về nè. Rồi hai ông bà dành luôn cái chuyện thờ cúng ba. Rồi má giao hết chủ quyền tài sản cho ông đứng tên. Rồi ông nỡ lòng nào ông chiếm đoạt hết tiền đền bù. Thiệt bình thường cũng là người đàn ông lo làm, thương vợ, nhưng cứ có men vào lại nghĩ đến những chuyện không vui. Đặc biệt việc không được anh hai chia tiền đền bù khiến cho anh cứ ấm ức mãi. Ở đây sao má? Nhà đẹp quá con. Đây giấy tờ thì vợ chồng con đã công chứng xong rồi. Cái này á mình sửa chút xíu thôi là mình vô mình ở được. Con tính là sau đám giỗ ba má qua ở chung với vợ chồng với Thiện. Má thấy sao? Vậy thì tốt quá rồi. Lúc đầu con cũng tính chia cho nó một nửa số tiền đền bù. Nhưng mà cái tính của nó, con sợ nó giữ tiền á rồi làm ăn thua lỗ mất hết tiền. Con nói thì cũng phải, má thấy là cũng hợp với ý má. Má hy vọng sau này bà Sáu và Tùng không chia tiền đền bù cho Thiện là vì sợ anh mãi mê rượu chè, sử dụng đồng tiền không phù hợp sẽ mất hết, nên gia đình đã âm thầm mua cho Thiện một ngôi nhà tử tế để vợ chồng anh an cư. Bà Sáu dự định sau khi đám giỗ chồng sẽ nói hết mọi chuyện cho vợ chồng Thiện nghe. Nhưng liệu suy nghĩ của người mẹ này có thành sự thật? Ah!
Má, sao sao? Anh Thiện anh đi nhậu rồi gây sự đánh nhau với người ta. Má có điện thoại báo con nè má. Ôi trời, lại nữa hả con? Tôi chết rồi. Nhìn ra khốn nạn. Alo. Hả? Có chuyện gì vậy con? Má ơi. Sao? Anh Thiện đánh nhau với người ta lọt xong, bây giờ mất tích rồi má. Ôi trời ơi, con của tôi. Con của tôi, Tùng ơi, Tùng. Chết rồi. Hãy con của tôi. Má cứ bình tĩnh. Con gọi ra kiếm em con coi nó ở đâu. Cái ngữ gì á, mà suốt ngày làm phiền người khác. Sống kia giờ chặt đất giảng biết nữa. Thiện ơi. Anh Thiện ơi. Thiện ơi. Anh Thiện. Anh Thiện. Anh Thiện. Anh Thiện, anh có sao anh Thiện? Em có sao không Thiện? Anh Thiện. Anh Thiện. Bà làm gì khóc như chồng bà chết vậy? Tôi còn sống. Mày có bị sao không? Sao là sao hả? Hả? Thằng Dũng nó kích tôi á là thằng bất tài vô dụng, cho nên bị ông cướp hết tài sản của ba để lại đó. Tức quá tôi đánh nó bất cẩn chợt chân nó đạp lọt sông thôi, dùng ba cái sông quỷ này làm gì làm khó được tôi. Cũng không dai lắm. Mày bó tay với mày luôn. Chở vợ đi đâu vậy? À, cướp hết tài sản của ba để lại chưa đủ, bây giờ muốn cướp con vợ tôi phải không? Không thích phải không? Thôi đi nha, tôi chịu hết nổi anh rồi đi nha. Làm sao mà sống trong cái hủ hèm này chứ? Tôi với ông á ly dị cho rồi. Chị ba, nói với nó làm gì? Hai vợ chồng ra xe, tôi chở về. Chưa kịp đi làm ăn thì Thiện mãi lao đầu vào những cuộc nhậu thâu đêm. Càng ngày men rượu làm cho tinh thần và sức khỏe của anh ta yếu dần. Chưa kể những cuộc nhậu vô bổ kết thúc bằng những cuộc ẩu đả với bạn bè, khiến cho cả gia đình Thiện lo lắng. Mà người đau khổ nhất không ai khác chính là bà Sáu. Má, má ra ngoài uống nước nha má. Anh xỉn á, anh ngủ như vậy chứ không có gì đâu má. Cũng may á là anh biết bơi, chứ nếu mà không biết bơi con không biết chuyện gì xảy ra nữa. Con à, má biết con cũng khổ vì nó nhiều lắm, mà má cũng biết tại sao nó buồn, nó hay đi nhậu là tại vì má chưa có chia nhà cửa gì cho nó hết. Nhưng mà con à, má cũng có nỗi khổ trong lòng mà má chưa thể nào nói ra cho các con biết được. Má ơi, con hiểu mà má. Con biết á là má cũng thương, cũng lo cho ảnh dữ lắm, mà do chồng của con không có biết làm ăn, ảnh đụng cái gì á là thất bại cái đó. Không, má để từ từ con nói cho ảnh hiểu nha má. Nhà tôi nghèo lắm, má qua đây làm cái gì? À, tôi còn sống, chưa có chết đâu, má đừng có lo. Ảnh, má xin con đó, con nghĩ gì thương cái thân già này mà bỏ uống rượu đi. Con mà có chuyện gì xảy ra làm sao mà má sống nổi. Ngày mai là đám giỗ ba của con đó, con hãy về đón cho ông tham gia. Đã mấy năm rồi con chưa đốt nhang cho ba con trong ngày đám giỗ. Với lại má cũng có chuyện muốn nói với con. Má, thôi má kệ em đi, má ngồi bên đây ngủ nước nha má.
Cô đem ít bánh trái với rượu qua cúng ba nè. Không tiền thì khỏi mua cũng được, mua chi cho mắc công. Với lại á, là tôi cũng mua đầy đủ hết trơn rồi. Mà hồi sống á, là ba chỉ thích uống trà thôi, chứ có thích uống rượu đâu. Chị ăn nói gì mày nghe được hả? Chứ đừng có xem thường người khác quá đáng được không? Nếu mà không có má ở đây á, không thèm qua đâu, chị hiểu mà. Tôi có nói gì sao? Không tiền thì nói không tiền. Chú diễn cớ mang rượu qua đây uống rồi quậy phá chứ tốt lành gì đâu. Mai. Dạ. Em nó có lòng đem đồ qua cúng ba, con là chị dâu của nó, cũng không có nên nói như vậy nghe chưa? Tại vì con thấy chú thím cũng đang khó khăn, con cũng mua đầy đủ hết rồi, nên con nói chú nó khỏi mua thôi. Thôi, con coi xuống sắp xếp đồ ăn rồi bưng lên chuẩn bị cúng đi. Dạ. Bữa nay là đám giỗ ổng, tụi bay để cho ổng vui đi. Mà chị con nói cũng phải lắm, hồi ba con còn sống ổng đâu có uống rượu đâu. Nếu có lòng thì con mua một chút bánh trái như vậy qua cúng ba, ba cũng chứng rồi. Thôi, để má đem cái này sắp lên cúng ba. Được rồi, không ai uống thì tôi uống. Thím ba. Ủa anh hai. Ủa thím đi đâu đây? Dạ em xin nghỉ làm sớm để qua bên nhà phụ đám giỗ ba nè anh hai. Trời ơi, thím bà công việc thì lo làm đi, có gì đâu, bên đó có chị với má rồi. Dạ. Ủa mà chú ba đâu? Dạ hồi sáng em có nói anh Thiện mua ít trái cây qua bên nhà cúng trước, rồi em đi làm về em chạy qua sau. Chắc bây giờ anh đang bên nhà đó anh hai. Tôi đi mua mấy chai nước ngọt. Dạ. Thím lên xe đi, tôi chở thím về luôn. Dạ em cảm ơn anh hai, phiền anh hai quá à. Có gì đâu. Trời ơi, Thiện ơi, Thiện ơi. Gì vậy? Thiện ơi, má lại con, má xin con đi cho con. Trịnh ra. Mày là thằng anh khốn nạn. Bữa nay mày chở vợ tôi đâu nữa? Trời ơi, sáng sớm lại sai xỉn nữa rồi. Để tôi ra tôi chửi cho một trận. Trời ơi con ơi. Thím ba, đưa nó về giùm tôi ra. Dạ. Về cái gì mà về? Anh coi nè, nó phá tanh bành hết trơn á, vô cũng quậy gì hết trơn á. Bà mà còn sống hả, là bà tức chết đó. Đứng dậy. Ôi con. Chú á, chú đừng có mượn rượu vô rồi chửi chó mắng mèo. Chú không thấy phiền, nhưng cả nhà này thấy phiền, chú biết không hả? Thức chửi nó rồi sao hả? Bây giờ tôi thích kiếm chuyện gì đó, tôi quậy đó, vậy làm cho tôi. Thôi thôi, chú sẵn rồi, chú đi về đi. Con chừng tôi nha. Nè, bữa nay tôi nói chị biết, tôi bắt quả tang chồng chị lén phán chở vợ tôi đi. Anh ơi, xỉn anh đừng có nói nữa. Nè, cái đầu mày á, có hèm cái rượu đông đó thôi à. Mày lú lẫn rồi, tao là anh trai mày đó, mày nói năng kiểu gì kỳ vậy hả? Mày điên rồi. Mày nghĩ sao mày lấy tiền phú phiếu đám ba ba ra vào quán nhậu. Bây giờ thì thua lỗ rồi đó. Mà chú Thiện, tiền mừng cưới của anh chị á, em mượn 2-3 năm rồi. Chú coi tính làm sao trả cho anh chị đi chứ. Từ từ tôi trả, làm như thế ghê vậy. Đâu hoài, làm như thế giật vậy. Nói cho biết nha, cái nào ăn ăn, cái nào cuốn cuốn. Đừng ăn tạp riết quen nghe chưa. Thôi, anh đừng có nói bậy bạ nữa được không? Tôi không nói bậy. Thằng này nè, nó là thằng ăn bậy. Nó ăn chặn tiền đền bù nhà với đất vườn này nè. Con với vợ con ra ngoài thuê nhà trọ ở, con không ở đây nữa. Vợ chồng ảnh kể cả má nữa, coi thường con quá à. Không phải. Lúc ba còn sống á, ba có dặn á, cái nhà này nè với cái giường chia ra cho hai anh em con. Bây giờ má nghĩ làm sao? Má để cho ảnh một mình đứng làm chủ quyền, hất con ra hả? Thiện hà, không phải như vậy đâu. Con không hiểu hết ý của má rồi. Hiểu cái gì mà hiểu? Thiện hà, Thiện hà. Hôm nay tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ. Anh ơi, anh ơi, anh ơi.
Thiện hoàn toàn chưa hiểu hết ý định của bà Sáu và anh hai mình là sau khi nhận tiền đền bù rồi lo đám giỗ cưới cho ba trên mảnh đất mà cả gia đình sinh sống, rồi sẽ giao cho Thiện ngôi nhà mà Tùng mua cho. Nỗi uất ức của Thiện bao nhiêu năm nay vẫn không nguôi ngoai, nên vì lý do đó mà tình anh em của Tùng và Thiện bị chia rẽ. Chỉ trong những giây phút không tỉnh táo để men say điều khiển lý trí, Thiện đã ra tay sát hại chính anh ruột của mình, để rồi sau đó khóc một đời với sự giày vò của lương tâm, của tình thân và bi thương cho người mẹ già khi tòa án nhân dân mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo mức án chung thân vì hành vi giết người. Không tiền thì khỏi mua cũng được, mua chi cho mắc công. Với lại á, là tôi cũng mua đầy đủ hết trơn rồi. Giá như Mai có thể hiểu chuyện hơn, đừng kinh khi Thiện, dù gì cũng là em chồng mình, mà dùng lời lẽ của những người thân đối đãi với Thiện, thì dù người có hiểu lầm, thù hận gì cũng sẽ dễ hóa giải hơn, thay vì dùng những lời lẽ cay độc, mỉa mai, để rồi sau đó xảy ra những chuyện thương tâm, đáng tiếc cho cả gia đình. Mua ít bánh qua cúng cho ba nè, chị đem lên bàn thờ cúng giùm em nha. Để chị đem lên bàn thờ cúng ba, chút nữa em vô thắp nhang nha. Năm nay á là ba sẽ vui lắm á, mọi người ai cũng tề tụ về đây để ăn cơm với gia đình. Lúc ba còn sống á, ba có dặn á, cái nhà này nè với cái giường chia ra cho hai anh em con. Bây giờ má nghĩ làm sao? Má để cho ảnh một mình đứng làm chủ quyền, hất con ra hả? Thiện hả? Việc bà Sáu không cho Thiện đứng chủ quyền mảnh đất tuy có lý do, nhưng bà Sáu cũng phải nên giải thích rõ để tránh hiểu lầm cho hai anh em. Nhà mình với mảnh đất giường của mình nó nằm ở trong khu quy hoạch, nên má mới để cho một mình anh hai con đứng tên thôi, để nó tiện trong việc nhận tiền đền bù. Nếu sau này công việc xong xuôi rồi thì má sẽ mua cho hai vợ chồng con một căn nhà. Con à, con của má, đứa nào cũng do má đứt ruột đẻ ra, làm sao mà má không nghĩ cho con được chứ? Mà con sai rồi, con xin lỗi má nha. Chú đừng có mượn rượu vô rồi chửi chó mắng mèo. Chú không thấy phiền nhưng cả nhà này thấy phiền, chú biết không hả? Chửi nó làm sao hả? Với người say nên nói chuyện thế nào thật sự rất quan trọng. Nếu như Tùng có thể hiểu rõ hơn, nhưng nhìn hơn em trai mình, nhất là khi anh ta đang bị rượu khống chế và dùng những lời lẽ nhẹ nhàng thuyết phục, thì có lẽ cái kết trong cuộc đối thoại cãi vã đã không tồi tệ hơn thế. Em đưa nó về đi, nhiều nó tỉnh rượu quá. Hai vợ chồng qua thắp hương cho ba xong. Dạ em hiểu rồi anh hai. Anh ơi anh, đi về giùm em cái đi. Tính của nó xưa vậy em biết rồi, đọc nó làm chi để nó quậy.